vâng, mừng thắng và luật sư Đỗ Vũ xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trở lại quý giả trong phần bình luận tin tức của SBTN và xin chào anh Phú ạ. À. Vâng, xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SBTN, chào anh Đinh Thắng. Dạ vâng, ạ, à, thưa quý khán giả và thưa anh Phú, luật tuần trước đó mình có nói về cái vụ kiện mà ông Trump ông thua 83.3 triệu Mỹ Kim trong cái vụ kiện liên quan đến bà ký giả Jean à, Carroll dạ. kiện ông Trump về cái gọi là phỉ bán đó. À, và bồi thẩm thực sự ra đó thì trong cái phiên tòa đó tổng cộng số tiền mà phía bên luật sư của phía bên à, cái người mà đi tố đó là bà Carol đó chỉ đòi có tổng cộng có 25 triệu Mỹ kim mà thôi. Nhưng vào giờ chót thì bồi thẩm đoàn mới quyết định tăng cái số tiền nó lên 83 triệu Mỹ kim để coi như giống như phạt một đó. hình thức phạt đó cho trong trong lần sau đừng có tái phạm về cái việc mà muốn tuyên bố lung tung cái gì tuyên bố. Thì cái cái có một điều rất là thú vị ở chỗ này là cái người luật sư mà ông Trump mướn đó là cái cô Alina Habad cô này đó là người Mỹ mà gốc uh, Iraq um, cô này sinh ra tại Mỹ nhưng mà bố mẹ là người di dân từ Iraq qua, uh, cổ có uh, xuất thân của cô này đó là cổ đi học về fashion là thời trang nhưng mà đi làm thời trang thời gian cổ thấy tiền không có nhiều cho nên cổ nói thẳng đó là cổ đi học luật để kiếm tiền nhiều hơn thì khi cổ đi học luật như vậy thì cổ lập gia đình với một ông luật sư à, được mà chín năm gì đó thì cổ ly dị thì sau đó cổ lập văn phòng riêng rồi khi cổ lập văn phòng riêng thì cái văn phòng cổ gần phía bên cái chỗ mà đánh góp của ông trump ấy, ở bên tiểu bang new jersey thì cô này cổ ghi danh làm thành viên là membership trong cái, cái, cái đánh góp đó rồi gặp ông trump trong đó là quen nhau làm sao đó không biết rồi ông Trump ổng mới đề nghị cô này là, là là coi như lead counsel là luật sư trưởng cho cái vụ kiện mà chống lại bà Carol và cũng như chống lại cái việc mà liên quan nếu ông làm ăn bê bối ở tại tiểu bang New York. À, thì thì ổng bị thua 83 triệu thì bây giờ ông đang đi tìm người thay thế cô này. Đúng rồi, âm um, thua thì phải đi kiếm thay thế đấy, dạ, tại vì ông ổng sẽ ổng sẽ coi là appeal tức là ổng sẽ kháng cáo. Nhưng mà tôi hiểu tâm lý tại sao ông Trump ổng lựa cô này. Yeah. thứ nhất đó, là con này có thể có, có kinh nghiệm một số kinh nghiệm về cả trước bộ đồng đoàn phải có à, à, yeah. ông mới lựa à, nhưng mà cái lý do mà ông lựa luật sư nữ chứ không lựa luật sư nam đó yeah. thì tôi đoán được tại vì cái cái chuyện này mình xảy mình mình dài quá rồi à. À, cái vấn đề là luật sư nữ là tại vì ông bị một người luật sư một người ký giả, cáo, nữ. Ký giả nữ đi kiện ông à. mà nếu mình để một người nam tôi như tôi ra đây thì tôi yeah. nhìn có phải bấm trợn không yeah. ông Trâm cũng nhìn bấm trợn yeah. hai người bấm trợn đi đánh một người đàn bà yeah. tôi nói ví dụ như vậy mình nhìn vô như vậy mình cảm thấy như vậy là cái tâm lý nó không có tốt dạ. Yeah. cho nên á mình mới một người phụ nữ khác đẹp ra để đảm bảo chữa cho mình à. và có tấn công phụ nữ tấn công phụ nữ đó bồi tập đoàn họ nhìn vô họ cũng bớt có cảm tình hơn yeah. thứ nhì nữa đó ông cụ tổng thống trump ông nghĩ như thế này ông nghĩ là ra tòa án đó, nó giống như là ông đi ứng cử yeah. tổng thống dạ. Yeah. tòa án nó không có phải như vậy tòa án nó qua nhiều cái sự chọn lọc của anh đường thắng nó qua yeah. nhiều cái vetting lắm về vấn đề bồi thẩm Yeah. và người bồi thẩm quan trọng nhất là bằng chứng anh có đủ cái gì để anh thuyết phục người ta à. mình không nói một nó như vậy nhưng mà lúc vâng. nào nó cũng như vậy cho nó yeah. cho nên cái sự quyết định của bồi thẩm đoàn á là sau khi họ được lựa nhá hai bên luật sư đoàn lựa nhá không có cái sự mà thiên kiến rồi mới ngồi vô thì họ phải coi những cái bằng chứng đó yeah. họ không phải là người mà anh đi kêu đi bầu đi bầu như khi họ chỉ thích anh là họ bầu thôi à, dạ đúng rồi theo, Còn, theo cảm tính đúng. thôi nhưng mà tại vì đây là một phiên tòa nó qua nhiều sự gạn lọc lựa lọc của hai bên luật sư họ kỹ lắm yeah. họ lựa người bồi, bồi thẩm họ đâu có thể nào để cho bồi thẩm tâm bậy được, yeah. cho bất lợi cho thân chủ của họ và sau đó họ trình bày dự kiện yeah. thì thì ông trump ông nghĩ là cái này nó giống như là anh đi bầu anh dụ dụ anh nói anh nói người ta ta thích, người ta, ông nói, mà ông chỉ cần đa số thôi, họ yeah. là ông cần trên hai người thôi yeah. là đứng về phe ông là ông thắng ghê rồi, yeah, vâng. anh thắng bên yeah. bên bên new york anh chỉ cần sáu cần năm trên sáu thôi mà yeah. bây giờ ông trump ông chỉ cần nó nói làm sao mà hai trên sáu dạ. Yeah. thắng rồi dạ. Yeah. không dạ. Yeah. vấn đề là ông bị 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 unanimous đó nha tức là trăm phần trăm đó trăm phần trăm bị trăm trăm thua đó thì nó trở lại cái chuyện là nó không phải là vấn đề đi bầu à. mà nó là vấn đề điều nghiên cái bằng chứng à. người ta qua nhiều sự gạn lọc rồi người ta nói cái tư cách ông này không đúng ông này làm chuyện này không đúng ông này cố tình nhục mạ người khác cố tình lăng nhục người khác bởi vậy tôi phạt nặng hơn À, ông phải hiểu chuyện đó họ phạt nặng hơn hơn cái số tiền ở, mà người ta đòi. là vì có tiền phạt ở trong đây à nhưng mà cái vấn đề ở đây là cái cái người luật sư của ông Quét xếp quá cũng không có quất anh Tường Thắng yeah. tức là cái chuyện này là chuyện nó có xảy ra hay không và cái vấn đề mà nếu ông ra ông bảo là tôi có làm nhưng mà lúc đó là tôi lỡ lời thôi, tiền phạt nó thấp hơn nhưng ừ. mà cái người luật sư phải cố vấn chống, à. phải cho ông biết là nên nên nên, nên, nói, như nên vậy. nói như vậy chẳng hạn như là tôi đại diện nhiều vụ đụng xe đấy Tường Năng yeah. cách á, mà tôi đại diện những cái người mà gây ra một cái tai nạn thương tích cho người khác đó yeah. là nếu tôi đại diện cho cái người đó là cái người mà đi đụng người khác á, yeah. thì chuyện đầu tiên tôi bắt người đó nhận lỗi trước à. tự nhiên buồn nào nó bớt ghét ngày đó, đó là một cái lỗi thôi à, thì thay vì <laughs> bên kia đòi mình 300 trăm ngàn yeah. thì mình nhận lỗi trước thế nên lại có 100 trăm thôi em đừng nói với yeah. không yeah. à, tôi sorry và đó là tôi không để ý tôi buồn ngủ tôi uống thuốc đằng hạn như vậy yeah. lỗi của tôi lỗi của tôi tôi sorry very sorry yeah. ok đó là một cách mình làm mình biết mình thua rồi yeah. mình giảm hiệu thiệu thiệt hại đó là những cái vấn đề cái cách cãi yeah. à, và người luật sư đóng vai trò rất quan trọng để cố vấn cho cái người thân Do, chủ, thân của chủ trong trong trường hợp này có thể con này của cô vấn ông là với ông ông cụ tổng Lắm Trâm là ông cứ từ chối đi, ông chối đi. À 3 hả? phút ông ra ông chối mà. Anh đó, đúng, ông? ông ra lúc làm chứng cũng chối. Dạ. Chối tại vì cái sự chối đó bọn đoàn mới thấy là không đúng và à ông có bằng chứng dành ra là ông đã lừa gạt người ta. À ông đã 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 nói, nói nói dối và ông ông làm hủy hủ, hủ cái danh tánh của người ta. Dạ. Hủy danh của người ta. Dạ. Và đây là sự cố tình mà ông ra ông còn nhấn thêm trong 3, 3 phút nữa. Rồi ra tòa đó, ra tòa. Ra, ra tòa đó, bọn ra là bảo vậy không được. Và vậy là cố tình và như vậy họ đưa tiền phạt cho biết mục. À. À, cái đó là cố vấn của luật sư. À. Mà có thể luật sư nói ông không nghe nên Thắng cũng có thể. Thì lắm. chưa biết anh thằng Thắng phải không? Biết. Dạ. Có thể cô này cô nói là ông không có sự xin lỗi uh, sự uh, sự thỏa hiệp về vấn đề mà biết lỗi mình ở đây có thể cô không nói mà cô nói như ông không nghe có thể ông, ông nghĩ không là, nghe tại ông, ông nghe ông, là ông, ông không nghĩ rằng là ông tại sao ông phải xin lỗi đúng và đúng ông rồi. nghĩ đây là vấn đề đi bầu à. anh đang thấy không, dạ. đi bầu anh dễ qua mặt người khác lắm tại người ta không có coi hết dạ. nhưng mà trong cái vấn đề phiên tòa xử nó coi hết cái record của anh bao nhiêu lần anh nói chuyện anh nói chuyện từ lúc nào anh nhớ bao nhiêu ngày sự lắm mà à. còn cái chuyện đi bầu thì anh là họ thích là lại bầu à, đó, cho đó. nên ông ông nghĩ là cái này giống như bầu cử mà tôi kêu được người ta bầu cho tôi nhưng mà bầu bầu ra nó khác với đi bầu bỏ phiếu của anh tình thắng yeah. dạ khó dụ lắm <laughs> thì cái vấn đề đặt ra là bây giờ đó ổng đang ổng đang phỏng vấn một số luật sư khác để thay thế cô này trong cái trong cái tiến trình kháng cáo cái số tiền 83.3 triệu mỹ kim một trong những cái mà ông kháng cáo là cái số tiền ông đặt là quá cao dạ yeah. tổng đoàn phạt cái câu chuyện của ông cái vấn đề ông làm đó nó không có xứng đáng với cái tiền bồi thẩm đoàn, ông bị phạt như vậy. Dạ. Một trong những kháng cáo ông bảo là ông bồi thẩm đoàn này đòi có nghĩa là, là theo anh ấy, thì ông cũng sẽ phải trả tiền phạt nhưng mà không đến đến mức 83 không, đến, triệu. không đến 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 mức này và và luật sư mà kháng cáo của ông nói là người luật sư cũ đã có một số lỗi lầm trong đây về vấn đề mà trình bày à, dữ kiện dạ. hoặc là quan tòa có một số Um, lỗi lầm trong chuyện nhất một số bằng chứng mà đúng ra không phù hợp với hồ sơ này mà được mang vô cho bồi thẩm đoàn Họ coi. Yeah. Đó là những cách họ kháng cáo tại vì tôi không coi hết cái hồ sơ nhưng mà thường thường luật sư họ sẽ kháng cáo như vậy. Dạ. Yeah. Như vậy có nghĩa là có thể ông Trâm không phải, trả hết, không phải triệu, trả hết đâu. mà có thể là Và chúng ta phải nhớ là họ đòi 24 nhưng mà bồi thẩm đoàn chỉ cho cái 11 triệu thôi về vấn đề mà tiền bồi hoàn. À và phần còn lại là tiền phạt. À. Đó tiền bồi hoàn bên kia đòi 24. dạ. À, yeah. Nhưng mà ông được nhưng mà cái cô này cũng được có 11 thôi. Tức là không cho hết đâu. À. tức là bên kia đòi 24 nhưng mà tôi chỉ cho có 11 thôi à. đó là phần họ bị thấp đi nhưng ngược lại cái phần tiền phạt đó thì không ai đòi trước nó do bồi thường đoàn nó quyết định ờ cái, cái ông thẩm phán ủa không, không có định, không định, tính trước không có tính trước được chị nói là nó theo cái mức độ anh gây ra cái sự mà à, lỗi lầm của anh và à. anh có biết điều hay không anh có biết lỗi anh hay anh không và cái tài sản của anh nữa đó là theo cái vấn đề tài sản anh có nữa Yeah. À, ví dụ như đối với một người khác thì trăm đô là lớn lắm. Yeah. Nhưng mà đối với ông cựu đồng thống Trump thì phải tới mấy chục triệu mới giải giống trừ được. Nhưng mà vấn đề đặt ra là ông Trump có được quyền lấy tiền từ cái quỹ vận động tranh cử của ông để trả tiền phạt không? Không có Nên... bị vấn đề khác nữa. Nếu ông lấy tiền, tiền quỹ tranh cử ông vận động ông sẽ bị chuyện, chuyện khác nữa. Ông phải raise fund cho cái chuyện mà defend của ông một cái tiền riêng. À tiền riêng. Tiền riêng. À, không đụng hai nhập nhằng hai cái tiền hai chuyện nó được. không không dính với nhau được không à. liên quan với nhau được dạ vâng dạ vâng đó là cái chuyện liên quan đến cái vụ kiện của ông Trump À, bây giờ có chúng ta trở lại một cái chuyện chính của cái đại tài ngày hôm nay là kính thưa quý là ngày hôm chủ nhật đó tối chủ nhật thì phía bên lưỡng viện quốc hội ở bên thượng viện quốc hội họ đã đưa ra một cái cái bản dự thảo về một cái dự luật mà do ba vị thượng nghị sĩ à, tham dự trong để mà đàm phán cái này thứ nhất là thượng nghị sĩ Chris Murphy của tiểu bang à, của Connecticut ông này là à, dân chủ thứ hai là à, ông Jim Langford là của phía bên đảng cộng hòa và người thứ ba là thường nghệ sĩ Kristen uh, Cinema của tiểu bang Arizona nhưng mà uh, đứng độc lập không theo dân chủ và cũng không theo cộng hòa thì cả ba người họ làm việc mấy tháng nay rồi và đưa đến một cái uh, một cái sự uh, đồng thuận chung giữa phía bên dân chủ và cộng hòa dĩ, dĩ nhiên là thảo luận thôi trong đó về cái vấn đề uh, một cái dự luật dư dân thứ nhất là chấm dứt tình trạng bắt rồi thả không có cái chuyện bắt xong rồi cây thả ra rồi, rồi hẹn ngày quay trở lại tòa nhiều khi 10 năm mới quay lại thì cái chuyện nó sẽ sao không còn xảy ra nữa sẽ chấm dứt tình trạng đó chuyện thứ hai là nếu mà trong trường hợp những người tầm trú mà vượt qua biên giới mà số người vượt quá bốn năm ngàn người một ngày thì được quy động thì tổng thống được quyền đóng cửa biên giới trong, và thứ ba đó là uh, chấm dứt luôn cái tình trạng gọi là uh, cái tình trạng uh, gọi là parole đó parole có nghĩa là uh, họ nói rằng là ông biden lạm dụng cái này để cho người ukraine và người afghanistan uh, được vào hoa kỳ trong cái thời gian cuộc chiến tranh vừa qua à uh, paro có nghĩa giống như một hình thức tha tội vậy đó. Thì bây giờ cái này phải chấm dứt cái tình trạng này phải giảm thiểu nó xuống chứ không thể làm dụng cái tình trạng này mà để cho người ta cứ vô uh, vô rồi xong cái hội paro là không cái này là Quay một luôn. cái một cái họ cãi đó tình thắng nhưng mà yeah. chúng ta phải nhớ là người gốc Việt mình đó cái thời gian mà tràn ngập mà qua đây đi vượt biên đó yeah. mà bỏ xứ ra đi tình thắng là mình qua đại diện paro nhiều lắm á nha. À uh, à. Yeah. mình qua đại diện refugee đó rồi, rồi sau đó ông Carter mới ký cái dự luật cho phép những người đó vô lúc đầu họ chống À. Từ năm 1975 tới 79 Mỹ chống chống y chang như vậy nè, à. không cho. Mà anh nghĩ lại coi, tức là hồi đó là mình pro cho cho vô mình, là mình không, được vô. mình không được vô, mình không được vô, mình không có luật ra không được vô. À. Và nếu mà cho vô là cho vô theo diện pro tại không có luật nhập cư người tị nạn. À. Đó. Thì bây giờ đó những người mà Afghanistan hay từ thắng y chang như Việt Nam bị bỏ đó. À, Mỹ có trách nhiệm không? Mỹ có trách nhiệm với Việt Nam chứ. Đúng rồi. Mỹ có trách nhiệm với Afghanistan chứ đúng rồi những người thông dịch viên những người làm việc cho Mỹ như hồi trước giờ làm sao giờ anh hả? không bà rô thì họ ở đâu đúng 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 bây giờ lại dùng cái chiêu này nó, nó nói là như vậy không công bằng đừng đắn nó không công bằng ở chỗ đó vâng trước khi trả lời buổi nói chuyện ngày hôm nay đừng đắn xin mời quý gia theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình Aspirian chúng tôi sẽ trở lại trong giờ lát Để vừa rồi là phần thông tin thương mại của đài truyền hình SPT cho chúng ta sẽ được trở lại buổi nói chuyện với luật sư Đức Phủ. Đức Phủ trở lại cái câu chuyện liên quan cái pro đó thì thì anh giải thích cái, tức là năm 75 khi mà người Việt mình đặt chân tới đây đó là đi theo cái diện pro đó. Giống như là Afghanistan đó, anh Thần nắng nhớ. Dạ. Yeah. À, thì vừa rồi đó khi mà Mỹ rút khỏi Afghanistan đó yeah. thì một số người đi lên máy bay thì cũng bị rớt xuống đường Nắng theo không? Yeah. họ trốn tại vì Hoa Kỳ họ bảo vệ những cái người mà đã từng làm việc ở chính phủ Hoa Kỳ Dạ. Yeah. nhưng mà anh nghĩ có làm hết trong trong vòng có mấy ngày mấy mấy tháng à đâu làm hết đâu yeah. bây giờ một số người kẹt lại thì sao À. rồi trốn ra thì sao dạ. Yeah. họ trốn ra chẳng lẽ mỹ mỹ không nhận họ hay sao mình à. đâu có chương trình nào nhận họ đâu à. thì bây giờ là ông biden ông nhận những người đó đó giữ à. diện public paro đi đó à, theo diễn người paro đó là đó tại à. vì những người đó chúng ta nghĩ là coi đất nước hoa kỳ tham chiến hai mươi mấy năm ở bên Af Afghanistan lâu hơn Việt Nam đấy, đừng có Việt Nam có 10 năm à? Đúng rồi, mà ai nghĩ để ra cái thảm trạng những người bị Taliban nó trả thù có bao nhiêu người? À. Mà mình cứu qua được Mỹ bao nhiêu người? À. Giống như Việt Nam mình năm bảy mươi bỏ nước đi, à sau 75 cả triệu người bỏ đi anh đừng nói đâu dạ đâu dừng lại 75 đâu đúng rồi mấy đâu có chương trình nhận mấy người đó đâu cả thế giới xuống lại bảo à. anh hoa kỳ anh là người gây ra cái trận chiến năm của, của việt nam à trách nhiệm của anh đâu nhận mấy người tị nạn mà đi vượt biên đâu à. hoa kỳ đâu có chương trình nào nhận đâu à phải tới năm 79, ông Tổng thống Carter mới có chương trình đặc biệt Sau khi mà nhiều cái sự vận động gồm cả mấy người da đen Họ vận động trên New York Times Họ vận động thì lúc đó ông tổng thống hoa kỳ Carter mới ký cái luật cho phép nhận những người tị nạn nó vào dưới chuyện refugee à dưới à dưới refugee, refugee là tị nạn là, còn đó. trước đó từ 75 79 mình nó qua là, bà là bà hoàn rồi, toàn parole không? mà là do họ quyết định coi có chuyện gì sai trái không mới nhận chứ anh không tự động được cái phương thức tị nạn được nhận ở à, hoa kỳ Rồi chỉ ưu tiên ra là anh dính đến anh anh liên quan đến chính quyền là ưu tiên một anh làm cho chính phủ mỹ ưu tiên hai chẳng hạn như vậy anh là cô nhi ưu tiên hai hai a hai b làm chính phủ hoa kỳ quân cựu quân nhân họ chia ra để họ nhận anh vào hoa kỳ còn những người nào không có thân nhân ở hoa kỳ không có cái sự liên hệ hoa kỳ thì anh đi diệt hồi xưa nó gọi là diện hốt rác tức là anh không có gì quen biết hết trơn á là cái đó là truly là public và đó nhưng mà cũng cái thảm trạng chiến tranh do người mỹ gây ra nó đẻ ra chuyện đó thì thế giới bắt anh hoa kỳ phải nhận Vậy thì cái những người vượt biên sau năm 1979 ví dụ đến từ này từ nạn Thái Lan, Mã Lai, Indo này nọ rồi sau đó thì được nhận vào Hoa Kỳ là dưới dạng nào? Dạ cái nạn đến từ tháng sau 79 mới ra luật mà, trước đó đâu có luật đâu. À, tới lúc đó là mới được đúng rồi, ngoài, rồi, thì nhận Đúng, đúng rồi, trước Còn, đó đâu có luật. Còn trước đó là trước chỉ bảo thôi. thôi à, anh, nói qua Paro rồi do Mỹ có cảm thấy anh, được nhận anh vô chứ không có luật. À. Không có luật rõ ràng là là cái chuyện là anh 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 bị persecution hoặc là có những ác nhận những người refugee vô. Tại à. vì họ đã nói là trách nhiệm họ xong từ 75 phủ tay rồi. À. Những người đó tuyên truyền đó tuyên truyền đi hết rồi à không có đúng afghanistan đấy anh đánh thắng thái lan dạ đúng dạ đúng dạ đúng thì bây giờ cái vấn đề đặt ra là như thế này sau khi đưa ra tất cả những cái chuyện đó rồi thì bây giờ trong tuần này thì phía bên thượng viện họ sẽ bầu chúng ta chưa biết kết quả như thế nào tuy nhiên ở phía bên hạ viện đó thì ông mike johnson chủ tịch hạ viện đã nói rằng là chết ngay tại cửa đừng có mang xuống tức là chưa đọc chữ nào mà cũng đã nói là cái ông đã tuyên bố trước là chết ngay tại cửa rồi thì cái câu hỏi đặt ra là như thế này thưa thưa anh phủ và thưa quý giả của Spiten từ xưa giờ Đảng Cộng hòa luôn luôn kêu gào cái vấn đề mở rộng uh, nghe là dân chủ chủ trương mở rộng biên giới, dân tị nạn bất hợp pháp, dân tầm trú bất hợp pháp chạy qua quá nhiều, phải đóng cửa biên giới. Thì bây giờ cả phía bên dân chủ Cộng hòa ở tại thượng viện và đồng, tổng thống Joe Biden đồng ý nói rằng nếu có đạo luật này thông qua ông sẽ đóng cửa biên giới. Thì câu hỏi đặt ra vào giờ chót lúc này thì tại sao lại không chịu không chịu thông qua? Họ... Vì, vì, vì họ muốn như vậy mà đúng, đây là một vấn đề chính trị thắng. À. họ muốn làm cho cái biên giới hoa kỳ đó nhìn nó hỗn loạn à. để cho họ lợi dụng cái hình ảnh đó họ vận động tranh cử cho phía bên đảng cộng hòa à. À, người đó có thể là ông trump ông, ông, ông trump, yeah. ông, trump ờ. ông, ông đã lên tiếng vụ đó và rồi. ông đó ông lên tiếng ông bảo là để cho nó xấu vậy đi yeah. đừng giải quyết à. để cho tôi lên tôi sẽ giải quyết và tôi lấy credit và họ lợi dụng cái chuyện đó là một cái chuyện, chuyện xưa như trái đất rồi anh thắng yeah. là hai bên tranh cử với nhau đổ lỗi cho người di dân chuyện này nó xảy ra từ thế kỷ thứ 18 ở bên hoa kỳ rồi chứ không phải là mới đây đâu, <cười> <cười> nó xảy ra từ lâu rồi. À. à và nó xảy ra mỗi lần hoa kỳ có chuyện gì đó thì hãy đội cho người di dân, ôi chuyện của hoa kỳ đó mấy người di dân gây ra đó, yeah. xưa như trái đất rồi. Yeah. Độ từ người tàu nè ha, à. độ từ người nhật gây ra chiến tranh nằm à, bên 45. mỹ nhá, năm à, à, thế giới thứ yeah. hai nhá. Trước đó thì độ cho những người sắc dân khác nhá và sau đó độ cho người, người 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 châu á không nhận châu á vô làm quốc tịch mà chỉ nhận của châu âu thôi. À nó xảy ra nhiều năm rồi mà mỗi lần có chuyện lại đổ đổ tội dạ. và bảo là tụi nó gây ra đó thì ông Trump này ông làm như vậy để ông tranh cử và động tranh cử được không? Như vậy câu hỏi đặt ra nếu mà đảng cộng hòa làm như vậy và ông Trump làm như vậy có nghĩa họ đặt cái quyền lợi của đảng và của cá nhân lên trên cả quyền lợi của đất nước trong đúng rồi hợp đúng, này? Ra, đúng rồi đúng rồi tại vấn đề tranh cử mà à. ai anh thắng theo tha để nó thối như vậy đi để tôi ra tôi tranh cử chứ bây giờ cho ông kia ông làm được tím thơm ông giải quyết được chuyện thì đâu có lợi cho tôi đâu. Ở à, nhưng mà cái vấn đề đặt ra là nếu giả dạ, dụ ông Trump ông thắng cử đi chắc gì ông sẽ có được 6 triệu phiếu ở thượng viện để thông qua một cái đạo luật khác liên quan đến vấn cái đề di trú. Không cần biết đó là sự tính toán của ông. Ông chỉ tính làm sao mà bây giờ người ta ghét ông Biden để bầu cho tôi thôi. Đó à. là sự tạo ra thù ghét đừng nắng với ông. Mà bảo là tạo ra một cái sự mà ông này không làm được việc. À. Tới tôi mới làm được việc nè. À. Còn cái chuyện thắng thua đâu có thành vấn đề. Cái đó là vấn đề nước Mỹ, chuyện của nước Mỹ. Chuyện quan trọng là bây giờ đừng ai giải quyết để tôi thắng cử cái đó. À. Rồi. Vấn đề chính trị mà. Ok. Ông Mike Johnson ông nói rằng là chết tại cửa đó gọi là tiếng Việt mình gọi là lệ ngoài Quan Hải đó ừ. thì cái câu hỏi đặt ra kế tiếp á ông nói là trong tuần này ông sẽ đưa ra một cái đạo luật anh biết là tại vì cái đạo luật mà di trú này nè nó có dính dáng đến cái tiện viện trợ cho Ukraine và do Thái và Đài Loan và Ấn Độ Thái Bình Dương thì bây giờ ông nói là trong tuần này á ông sẽ đưa ra một cái luật riêng để gọi là viện trợ quân sự cho do Thái rồi lờ luôn cái vấn đề Ukraine lờ luôn có vấn đề Đài Loan lờ tất cả mọi thứ chỉ có anh quân sự cho do Thái thôi trong khi đó thì hơn 50% những người Mỹ tại Hoa Kỳ nói rằng Do Thái đã đi quá đà, giết chết gần 27.000 thường dân ở tại Gaza trong vòng có, có gọi là 4 tháng. Thì câu hỏi đặt ra là như thế này, với cái việc mà ủng hộ Do Thái trong trường hợp này đưa thêm bom đạn để cho giết người thường dân đó so với lại cái việc Mỹ không đổ một giọt máu nào ở tại Ukraine thì lại bỏ rơi Ukraine trong khi ra vấn đề an ninh của vấn đề Âu Châu quan trọng hơn với an ninh của Trung Đông chứ đúng không Bây giờ Trung Đông cứ ôm anh do Thái hoài thì phải giải quyết hoài nếu mà không giải quyết con đường mà đi tới hòa bình trên toàn cầu là phải đi ngang qua hai cái giải cái giải pháp hai nhà nước giữa do Thái và Palestine Anh không giải quyết cái đó thì thế giới sẽ lúc nào cũng có loạn bằng cớ là cái cái thời gian mà cách đây mấy tháng trước khi vụ này nổ ra đó là Saudi Arabia sắp sửa ký quan hệ ngoại giao với là Do Thái. Bây giờ đùng ra nổ ra rồi. Lúc bây giờ ông Biden nghĩ rằng cái chuyện Palestine không cần giải quyết. Nhưng bây giờ nó nổ ra như vậy rồi, anh không giải quyết không được. Là bởi vì biển đỏ nó là bị tấn công. Tàu bè thương mại đi ngang qua không được. mà biển đỏ là nơi mà tàu bè thương mại đi qua để cung cấp những cái nguồn uh, nhiên liệu. Nhiên liệu và cũng như buôn bán cả trên cả toàn thế giới. Và cả, cả thế, thế giới luôn. Thế giới dạ. Mà chúng ta coi lại đó anh Trần Thắng. Cái kinh nghiệm như thế này này, cái anh Do Thái năm 1947, anh được trở uh, lại, được 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 một nước, yeah. hai cái nước chung với lại Palestine yeah. Rồi sau đó cuộc chiến Ai Cập Anh hắn yeah. nhớ không? Chiến yeah. Ai Cập uh, Những cái cuộc chiến sau đó của Do Thái, lúc nào Do Thái cũng aggressive là hung hăng Đánh tới lúc mà Thì Liên Quốc kêu anh không được làm như vậy nữa Và mới yeah. nhảy vào bảo ngưng yeah. Anh mới ngưng yeah. Chứ còn người Do Thái họ rất là aggressive, họ không muốn giữ cái đất của người ta mà yeah. Và những cuộc chiến cũ của do thái chúng ta thấy là phải có sự can thiệp của hoa kỳ và ngưng tôi không viện trợ cho mấy anh nữa nếu anh làm chuyện này yeah. thì bây giờ đó hoa kỳ phải có một cái thái độ với do thái tới lúc nào đó là mình ngưng lại cái chuyện uh, cuộc chiến hamas này yeah. và phải có đình chiến chứ không công hoa thái do thái cứ tiếp tục tấn công à yeah, vâng. đó là một cái chuyện mà lịch sử đã cho thấy là do thái cần phải có một người nào đó mà cung cấp vấn đề mà tài tránh trong vấn đề vũ khí đó nó ngừng, mang là tay đủ rồi không thôi nó sẽ escalate nó, nó lan ra yeah. trung đông mà chúng ta thấy là các nước Trung Đông đó về vấn đề biển đỏ đó, họ bây giờ họ đâu có ký với lại với lại với đâu đâu đâu, đâu có đâu có giúp cái anh cái anh mà Hải tặc đâu. Yeah. Anh Houthi, anh Iran. Houthi, Đúng rồi Houthi. Yeah. Mà Houthi đó là do Iran giúp nhưng mà yeah. Houthi cũng là một cái chuyện mà nó nói lên tiếng của người Palestine đó. Yeah. Và chuyện mà anh anh từng tháng vừa mới đưa ra là anh Do Thái đã làm chết quá nhiều người bên Hamas. Yeah. Cho nên chuyện này phải có Hoa Kỳ và thế giới giải quyết là đủ rồi cho nên chính vì vậy mà họ nói là để mình có thể ngăn chặn được Iran á, là phải giải quyết vấn đề Palestine và Do Thái có thành một cái nhà nước hai nhà nước sống chung với nhau thì có như thế nó không có tạo ra hụt hạt thì phía bên Iran nó mới không có kích động những cái phe nhóm mà dưới ảnh hưởng nó của không Iran dùng. đúng rồi chứ còn bây giờ nó không á, thì nó sẽ kích động và nó không bao giờ giải quyết được cái chuyện này và chưa kể cái chuyện đó là ông ngoại trưởng của Anh Quốc là Cameron hồi tuần trước khi ông ghé qua Trung Đông ông nói rằng chính sách của Anh quốc sẽ nhìn nhận một quốc gia do Thái trong những ngày sắp tới. Có nghĩa là nếu anh Mỹ không nhận, không công nhận, họ cũng công nhận. Bởi vì họ nhìn thấy rằng là, là, bây giờ không có lý do gì mà tại sao là cả thế giới, anh còn nhớ từ năm 1947 tới giờ, cả thế giới mỗi năm bỏ ra cả mấy tỷ bạc để, để nuôi những người Palestine qua cái tổ chức của Liên Hợp Quốc gọi là UN UNRWA. Từ hồi đó, cái thời đó đó là chỉ có 750.000 người do à, Palestine thôi. Qua năm thế hệ bây giờ nó là 5 triệu người rồi. Mà thế giới lúc nào cũng phải bỏ tiền ra nuôi anh cái, những người tiền nạn Palestine để cho anh Do Thái tiếp tục thực dân hóa và chiếm đất của Palestine dưới cái đồng tiền mà thế giới bỏ vô là anh cái chuyện nó không thể chấp nhận được. Trong khi thế giới đã áp lực chính quyền Nam Phi, da trắng Nam Phi thiểu số phải ngừng chấm dứt cái tình trạng mà, mà kỳ thị của đó, họ. Đúng Tại sao vấn đề ở Palestine Thế giới, giới cho anh Do Thái lại đất nước năm bốn thì thế giới có quyền đặt lại cái sự giới hạn về phát triển của người Do Thái. Yeah. 2000 năm rồi anh từng thắng, yeah. họ đã trả lại một phần rồi, và phải chấp nhận cái thể chế là hai quốc gia. Tại vì cái đó không ai đúng không ai sai trơn á. Yeah. Người Palestine họ ở đó mà yeah. ở đó trước anh Do Thái nữa mà. Yeah. Cho nên chuyện này chuyện chúng ta phải giải quyết theo cái cái đường hướng của thế giới và phải ngưng viện trợ cho anh Do Thái thì mới được. Nhưng mà anh ngưng anh không được sự ủng hộ trong vấn đề bầu cử gần đây không? Nó vậy cái vấn đề đó. Thế bởi Anh Quốc mới nói rằng nếu mà Mỹ không làm thì Anh Quốc sẽ làm. Hy vọng là chúng ta giải quyết được chuyện này và đây là chuyện bài toán rắc rối trong Biden đó chứ phải không đâu. Dạ, và vâng. ngay cả bên Đảng Cộng hòa họ cũng sợ đang do Thái đang thắng theo. Dạ. Chỉ ký hiệp ước bảo vệ Do Thái là mấy nước kia không cần. À nếu anh nói vậy thì chẳng lẽ Do Thái đang điều hành nước Mỹ. <laughs> cái này là phải chúng ta phải nhìn thấy cái lợi của hoa kỳ trước trước tiên dạ, vâng. và người dân hoa kỳ phải nhìn thấy chuyện đó dạ vâng trước à, vâng một lần nữa tôi xin cảm ơn Quý nhà của speedian xin cảm ơn luật sư đỗ phú và giới hạn của quốc gia và tuần sau như này trên đài truyền hình speedian xin kính chào quý vị